vị ơi, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe năm bạn ấy giới thiệu về mình nhé. Đầu tiên xin mời các bạn nam nào. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Đại Nghĩa và chị Ái Phương cũng như ba bạn nữ xinh đẹp bên kia. Em tên là Đức Lợi, hiện tại em đang là một huấn luyện viên cá nhân. Làm huấn luyện viên thể hình đó phải không em? Dạ, huấn luyện viên thể hình. Em nghĩ là điểm mạnh duy nhất của em là tự chỉ và thời gian. Em cũng nói luôn là cái gu người yêu của em là những người lớn tuổi hơn, nên em hy vọng sau chương trình này sẽ tìm một người phù hợp với mình. Tại sao em lại thích những cô gái lớn tuổi hơn là bạn của mình? Em nghĩ những người đó có thể nói cho em được những điều mà họ đã trải qua, sẽ chỉ em nhiều điều hơn trong cuộc sống. Nhưng mà nếu như em thích bạn gái lớn tuổi hơn thì lớn tầm bao nhiêu tuổi là vừa? Bao nhiêu cũng được, miễn là hợp tính nhau là được. 1 tuổi, 2 tuổi cũng được, hơn 5 tuổi cũng được, 10 tuổi cũng được hả em? 10 tuổi hơi cao. Thì đó, tức là ít ra nó cũng phải có một cái giới hạn nào đó đúng không? Em đã từng hẹn hò với người con gái lớn tuổi hơn mình trước đó chưa? Đa số những người yêu trước đây của em toàn là người lớn tuổi hơn em thôi. Cái này á, là do vô tình là những người bạn gái của em lớn tuổi hơn em, hay là do em đã không thích mấy cái cô nhỏ tuổi hơn mình, mấy cô nhõng nhẽo quá, chỉ thích nhắm tới mấy cái cô lớn hơn mình? Những bạn mà em quen lớn tuổi em là chỉ là vô tình thôi, nhưng mà không có phải là gọi là chững chạc lắm, cũng nhõng nhẽo, cũng giống như mọi người vậy. Ngoài yếu tố chững chạc, em còn mong đợi điều gì từ người bạn gái nữa? Bởi vì cái tính chất công việc của em cũng tiếp xúc với nhiều người á, đặc biệt là cũng có nhiều bạn nữ nữa, nên chỉ hiểu cho em và cũng như hiểu cho công việc của em, rồi biết chia sẻ với em, như vậy là đủ rồi. Có sợ bạn gái ghen không? Ghen thì không sợ, bởi vì không làm gì sai là mình không có sợ. Rồi, cảm ơn em. Mời chàng trai số 2. Em tên là Khánh Thi. Em sinh ngày 7 tháng 12, hiện em đang là sinh viên và là huấn luyện viên tự do, cũng như là diễn viên tự do luôn. Nhiều cái tự do đa quá. Năng quá vậy. Rồi cuộc sống của em có tự do không em? Dạ có anh. Là sinh viên, em là sinh viên trường gì? Dạ em đang là sinh viên năm 2 của trường đại học sân khấu điện ảnh. À, trong khi em đã là diễn viên tự do rồi, em đang học gì thêm nữa? Dạ em học đạo diễn sân khấu. Rồi bên cạnh đó đi làm huấn luyện viên luôn hả? Dạ. Thể hình luôn hả em? Dạ đúng rồi. Mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, một bạn gái lý tưởng của em là một người con gái chững chạc và với lại khác ngành. Tại sao lại là phải là khác ngành? Tại vì em làm nghề rồi em thấy là em cũng đã hiểu được cũng khá nhiều cái các khía cạnh của nghề diễn viên, nên em kiểu như là muốn tìm một người bạn gái khác ngành đó, để hai người có một cái gì đó để tìm hiểu lẫn nhau. Thí dụ như bạn đó thắc mắc về ôi cái này anh diễn sao, chỉ em đi, thì em sẽ có những cái sự mới mẻ đúng không? Dạ đúng rồi, hoặc là bạn đó có những cái điều mới mẻ, bạn đó cũng có thể chia sẻ với em. Tức là sẽ có chuyện để mà hỏi thăm nhau và quan tâm có nhau, có cái sự mới lạ để mà tìm hiểu nhau đúng không? Nhưng mà em không ngại rằng nếu như là một người bạn gái làm khác ngành thì sẽ rất là khó để đồng cảm và hiểu cho công việc của em sao? Lúc đầu em cũng có suy nghĩ, nhưng mà em nghĩ là chỉ cần tin tưởng, quan trọng là cái niềm tin á, em sẽ thuyết phục bạn gái em là cái nghề của anh nó như vậy, nhưng quan trọng là anh biết anh có em ở trong tim. Nhưng mà em nghĩ rằng em sẽ làm gì để cho bạn gái em tin, chứ nếu mà chỉ nói miệng không thôi thì ai nói không được đúng không? Anh nói ví dụ khi em đi quay phim hay em đi diễn kịch gì đó, em có bao giờ em dắt bạn gái em tới cái môi trường làm việc của em để cho cô ấy chứng kiến cái không khí đoàn phim, không khí của một cái sân khấu là như thế nào, để cô ấy có thể nhìn thấy và hiểu em hơn? Dạ có, em có dẫn bạn đó đi coi em diễn ở sân khấu rồi. Khi mà trên sân khấu em diễn cảnh yêu đương xong, cái lúc mà đi xuống dưới á, bạn đó có giận xong rồi cái hôn xin lỗi mà anh đâu có gì với người ta đâu, em thấy không, anh bình thường mà. Ví dụ vậy á, nếu như gặp cái trường hợp đó thì lẽ ra em phải dắt bạn gái của em tới gặp ngay cái cô bạn diễn chung với mình luôn đó. Tại vì nhiều khi thấy mình trên sân khấu nắm tay ôm ấp, thậm chí là hôn hít mùi mẫn quá, người ta ghen là phải rồi, người ta đâu có hiểu đâu. Anh Nghĩa, anh có bao giờ gặp trường hợp đó hồi xưa chưa? Hồi xưa đến giờ hả? Chưa em ơi, là bởi vì thật ra những cái vai diễn của anh trên sân khấu á, không có được đóng vai kép đẹp để mà yêu đương mùi không mẫn. Không có đóng ngôn tình hả? Không có đóng ngôn tình, đóng toàn vai già, vai ác, vai hài, vai khùng, vai điên, hoặc là vai thú vật không em? Bây giờ em hỏi anh Nghĩa, lỡ có một đạo diễn đi, bây giờ đề nghị anh Nghĩa đóng cái vai gọi là một cái người tình. Có đó, anh đó, nhớ đó, đó. Rồi bây giờ anh sao? Đã từng đóng một bộ phim 5 tập phim truyền hình chiếu Tết nha. Đóng vai chồng của một cái nhân vật nữ mà trong đó có rất nhiều những cảnh mùi mẫn yêu đương, có những cảnh mà hai vợ chồng ôm nhau trên giường và thậm chí là hôn cô vợ đó luôn. Nhưng mà người yêu anh vẫn không ghen. Nhưng lúc đó là anh có nói trước và làm việc tư tưởng trước không? Anh không nói, anh không làm. Nói luôn. Em biết vì sao bạn gái anh không ghen không? Là bởi vì cái người mà diễn cặp với anh đó là chị Cát Phượng. Một người chị trong nghề
thành ra là anh không có bị cái trường hợp đó. Cho nên là anh mới khuyên bạn là hãy dẫn bạn gái đi gặp cái người kia đi. Tại vì nhiều khi biết không, tức là những cái mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp giữa nam và nữ á, ở trên sân khấu hay trên màn ảnh có thể mùi mẫn như vậy, nhưng mà thậm chí ngoài đời nhiều khi là nói chuyện mày tao nữa đó. Cái tốt nhất là dắt cái cô đồng nghiệp đó đến gặp nói chuyện với bạn gái luôn, để cho người ta thấy rằng cái mối quan hệ của mình và cô ta chỉ là đồng nghiệp thôi, thì cô ấy sẽ tin tưởng hơn, hơn là những cái lời mình thuyết phục là tin anh đi, tin anh đi, tin anh đi. No. À. Ok, cảm ơn em. Xin mời bạn đi số 1. Em là Trần Thị Mỹ Dung, sinh năm 1996. Em sinh ra ở Bình Định. Em tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại em cũng đang là huấn luyện viên cá nhân. Wow. Em có châm ngôn trong tình yêu là yêu là chân thành là đến, chứ không phải là nắm tay nhau rồi thì là buông đi. Mẫu người yêu lý tưởng của em, một là về ngoại hình thì ưa nhìn năng lượng lên một chút xíu. Cái thứ hai là về tính cách thì là giống như em nói, cũng là năng lượng luôn, vui vẻ, hòa đồng, tinh tế một chút xíu. Khi mà thấy được bạn gái của mình buồn hay là mệt mỏi gì đó, anh thấy em cũng rất là phù hợp với các chàng trai bên này, bởi vì cũng đều là những huấn luyện viên thể dục. Và yên tâm đi, hai ông này không có xìu đâu em. Nhưng mà có một điều chị muốn hỏi nè, cái môi trường làm việc của em đa số những bạn đồng nghiệp có lẽ là nam giới là phần lớn đúng không nào? Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao trong cái môi trường như vậy em lại không tìm được một cái người nào đó ưng ý? Thật sự trong môi trường của em là nam rất nhiều và mà toàn thậm chí là trai còn đẹp. Nam đẹp nữa. Nam đó, đẹp đúng nữa đúng rồi. Sáu múi này kia không đó. Lúc mà em ở trong trường đại học thì em nhìn vô những phòng tập em rất là mê, cực kỳ thích. Nhưng khi mà đã đi làm bước vào môi trường này rồi thì nó có những cái gọi là nó tốn quá nhiều thời gian giống như bạn khi nói, và nó có những cái lùm xùm nhỏ trong nội bộ, cũng như là tiếp xúc gái quá nhiều, rồi nhắn tin thường xuyên, đa phần là phải nhắn tin với khách cả ngày cả đêm luôn. Có lẽ là vì làm việc trong môi trường này rồi em thấy được là những cái áp lực, những cái mặt ở bên dưới của cái môi trường hình như nó không làm cho em cảm thấy là những người xung quanh mình hấp dẫn hơn. Không đủ tin tưởng. Không đủ lắm. À? Dạ đúng. Em ơi, nhưng mà tại sao em không tin? Nếu như vậy thì có khi nào các chàng trai cũng đặt ngược lại cái câu hỏi đó với em? Em cũng làm công việc này. Em cũng đặt câu hỏi đó là có phải là mình quá đa nghi hay không? Nhưng mà khi mà tiếp xúc gần với những cái đồng nghiệp hơn á, nói chuyện rồi á, thì các ảnh lại trả lời là nói chuyện vui thôi. Nhưng thực tế á, có những người lại đi ăn, đi uống gần gũi hơn một chút xíu nữa. Họ nói là thôi đi ăn để gần hơn, để vì công việc. Nhưng thực chất đó chỉ là lý do thôi. Vậy còn em thì sao? Em có đi ăn với khách hàng của mình, em có gần gũi và thân thiết với các khách hàng của mình hay không, để giữ mối quan hệ và giữ khách? Dạ, cái chuyên môn của em đó là huấn luyện viên cá nhân, và em còn là chuyên về căn cơ nữa, thì em tiếp xúc với khách hàng cực kỳ gần hơn các bạn là dạy sàn ở ngoài. Thì em cũng có đi ăn với khách hàng, em cũng có nói chuyện, nhưng cái mức độ của em nó vẫn còn có cái gọi là thầy trò ở đây, chứ em không có gần gũi tới mức mà gọi là xưng hô anh em hay gì hết. Em xưng hô theo kiểu vẫn có khoảng cách. Và thường anh thấy những bạn gái mà chọn thể thao để làm một cái công việc của mình á, thì đa phần là những bạn gái ấy có tính cách rất là mạnh mẽ, rất là độc lập và tự tin về mình. Nhưng mà anh là hình như thấy ở em hơi thiếu một chút xíu về cái điều đó. Cái giai đoạn còn là vận động viên cũng như là sinh viên của trường thì em rất là mạnh mẽ, nhìn vô ai cũng nói là ồ chắc mày không có chồng được đâu, mày một mình quá mà. Nhưng mà sau đó khi mà bước ra khỏi môi trường đại học, bắt đầu bị đời vùi dập, bắt đầu mình mỏng dần đi, bắt đầu mình đang cần một chỗ dựa để cho thấy là cái tính con gái của mình nó trỗi dậy. Nó bắt đầu yếu đuối dần, nó có những cái mà quá mệt mỏi khi mà mình ở trong Sài Gòn một mình. Vẫn còn quá trẻ và quá ít thời gian để mà anh nghĩ rằng em bị đời vùi dập đến mức mà em thay đổi mình nhiều như vậy. Chẳng hay là em đã từng gặp những cái sự việc, những cái biến cố nào trong cuộc sống của mình? Dạ đúng là một cái gọi là biến cố trong tình yêu, nên em mới nói là bây giờ em cần một chỗ dựa, một người bạn trai biết quan tâm và tinh tế một chút xíu là như vậy. Em có thể chia sẻ hơn một chút về cái biến cố mà em đã trải qua được không? Dạ, thực ra đó là một mối tình yêu đơn phương kéo hơi dài một chút xíu, đó là trong vòng 6 năm. Wow. Và em đã trải qua hết tất cả cung bậc cảm xúc, rồi mình cũng bày tỏ như thế nào nhưng mà không được. Rồi tới giây phút cuối cùng, gọi là năm thứ 6, thì em có nhận được từ mẹ em, tại vì mẹ em biết luôn đó là cái người em yêu đơn phương sắp cưới vợ rồi.
Thì lúc đó em mới thực sự là mình phải buông. Mình phải buông chứ nếu mà nói buông thì chắc em cũng chưa nghĩ là mình sẽ buông đâu. Bạn nói rất là mạnh mẽ khi mà phải yêu đơn phương 6 năm trời và chấp nhận buông bỏ luôn cái khoảng thời gian mà mình đã cố gắng. Những ai mà có được tình cảm của bạn đó thì phải cực kỳ nên tôn trọng điều đó. Trong 6 năm yêu đơn phương một người đó, là do em tự đơn phương người đó hay là vì người đó cho em những cái mơ mộng hão huyền, hay là người ta đã từ chối em rõ ràng rồi là chúng ta chỉ là bạn nhưng em vẫn cố chấp em giữ cái mối tình đó? Lúc đó thì ở quê mà, thì em cũng đi làm thêm phụ kiếm gia đình vào những tháng hè. 3 năm đầu tiên đó là hoàn toàn là ở em. Tới cuối năm thứ 3 em có mở lời thì ảnh lại nói là anh chỉ có em như em gái thôi. Rồi bắt đầu đi học đại học, em không còn quan tâm được nhiều nữa, công việc quá bận. Thì ảnh nhắn tin ngược lại hỏi thăm giống như cách mà anh trai nhắn tin. Nhưng lúc đó em không có quan tâm. Mình cũng mặc định là trời, anh người yêu của mình nhắn tin cho mình kìa. Rồi vui sướng đủ các cung bậc cảm xúc hết. Như vậy cái này là do thật sự đơn phương từ phía em thôi. Chứ anh ta hoàn toàn không có những cái gì nó đi vượt quá cái giới hạn để khiến cho mình phải hy vọng, mình chờ đợi hoặc là mình mộng mơ, đúng không em? Dạ. Như vậy em có thấy rằng mình là một cô gái hơi bị lụy tình không? Em không nghĩ là lụy, em không có quá mà gọi là kèo chéo kéo anh đó. Em là một người biết chăm sóc gia đình. Cái giai đoạn mà làm ở nhà ảnh thì gọi là chu toàn hết. Ảnh bừa như thế nào, ảnh bày như thế nào thì có như em sẽ là người dọn. Giống em, kiểu như vậy. Em là người đến dọn cho ảnh, dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa cho ảnh luôn. Công việc của em đó là làm cho một đại lý tạp hóa. Bình thường thì cứ dọn hàng thôi. Nhưng mà em thì lại lên phòng ảnh coi thử nó có cái gì bừa hay không thì trời ơi quá chu đáo rồi. Vừa một phần thích, vừa phần e ngại. Thích bởi vì cái sự mà một lòng không có thay đổi. E ngại là sợ là cái về mặt tình cảm thì bạn vẫn còn lưu luyến, vẫn còn hình bóng của chàng trai đó trong đầu. Vậy thì bây giờ em đã cảm thấy là hoàn toàn không còn hình bóng của anh ấy trong đầu mình để sẵn sàng đón nhận những người bạn mới chưa? Không phải là quên hẳn, mà giống như là nó là kỷ niệm nhắc cho em đó, rằng là 6 năm trải qua mày lấy được gì từ tình yêu và nó có thực sự là động lực cho mày hay chưa. Và bây giờ mạnh mẽ đủ rồi, chùng xuống tìm một bờ vai để dựa vào để lớn hơn. Đó mới là câu châm ngôn bây giờ của em. Còn cảm nhớ thì em ký ức thôi. Anh nghĩ rằng đã đến lúc mình cần phải như thế. Dạ. Mình sống cho bản thân mình nhiều một chút, mình yêu thương bản thân mình nhiều một chút. Bởi vì anh thấy rằng em là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ từ thể chất cho tất cả tinh thần. Dạ, cho nên là cứ hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận những cái tình cảm mới nha. Dạ rồi, cảm ơn. Tiếp theo, mời em gái số 2. Em tên là Võ Lê My. Công việc hiện tại của em là giáo viên dạy piano và thanh nhạc. Vâng. Và trong tình yêu thì em chưa trải qua mối tình nào hết. Vâng, 24 mùa bánh tét rồi mà em chưa trải qua một mối tình nào hết. Đó là lý do mà em đến mạnh ghép tình sao yêu ngày hôm nay. Sao kỳ vậy ta, một bé gái, em gái xinh xắn như thế này mà là giáo viên dạy nhạc, dạy piano. Trời ơi, anh thích hình ảnh các cô gái mà ngồi đàn piano vừa đàn vừa hát dễ thương lắm. Ngày xưa là mẹ em á, lúc mà mang bầu em thôi á, là đã đặt một cái mục tiêu là đẻ con gái ra là phải bằng mọi giá cho học piano. Đầu tư lắm, tại vì cái hình ảnh đó nó làm sao xuyến nhiều rất người đẹp. Lắm. Rất đẹp. Xinh đẹp, duyên dáng, nói chuyện nhẹ nhàng, biết đánh piano, cô giáo thanh nhạc nữa. Thế thì tại sao? Tại em khó quá hay là sao? Dạ em không khó, nhưng mà do chắc là mọi người, đa số là mọi người sẽ gặp em, mọi người sẽ nói em do con này khùng quá. Hả? Cái gì? Khùng quá hả? Dạ vâng. Một ví dụ cho cái việc khùng quá đó đi em. Dạ thì mọi người hay nhắn tin cho em thì mọi người thấy con bé này rất là dễ thương. Nhưng mà khi mà gặp ở ngoài, khi mà tiếp xúc với em thì cái độ lầy của em thì làm mọi người sợ em, mọi người tránh xa em. Em có đã hẹn hò với cái bạn trai nào đó xong rồi bạn ấy nói là cái độ khùng em quá cao, anh không hẹn hò em không? Dạ đa số là mấy bạn tiếp xúc với em là đa số những bạn hiền. Mà bạn những bạn hiền thì bạn hiền lại sợ cái độ khùng đó. Sợ luôn vì hả? Em chưa gặp những bạn nào mà có độ lầy như em. Em rất là lầy, nhưng mà trong cái lầy đó em sẽ có một cái điểm gì đó mà người khác phải chú ý. Thì xung quanh bạn đó chắc có thể là khi mà bạn đó lầy á, đối phương không nhận thấy được cái sự đáng yêu trong cái độ lầy đó. Em sẽ để ý rất là nhiều luôn á, tại cái bạn đó kiểu, nếu mà gặp ngoài đường nha, bạn này lạ quá. Vô tình em nhận thấy được điều gì dễ thương ở đó là em sẽ tiến tới đó. Nhưng mà em thích con trai hiền hay là con trai có độ lầy giống dạ, như em? Dạ em thích những người mà lầy. Em thích lầy đúng không?
để tia thử bên này coi cái độ lầy. Hai em? Em cũng hơi lầy lầy xíu. Còn em bên này? Em là ở ngoài là chịu không nổi em luôn á. Thì đúng okay, rồi, anh tin lát, điều đó mình mà chờ coi anh sao. Em nha. Ơi, thường là vậy đó em ơi, các anh chàng xoay anh là diễn viên. Mà diễn viên thì ít người nào tỉnh táo lắm. Dạ, không có đấy chị công nhận. Rồi, tiếp theo mời em số 3. Em tên là Trần Thị Ngọc Thảnh. Em sinh năm 1994, cũng khá lớn tuổi hơn hai bạn bên kia. Em là một nhân viên kinh doanh bất động sản, cho nên thì cái lĩnh vực của em thì nó cũng khá là tự do về thời gian hơn. Quan niệm tình yêu của em là cần tìm một người đồng quan điểm về tính cách và luôn quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu. Có em ơi, thường quan điểm là quan điểm chúng ta về một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống. Còn tính cách của mình thì nó lại là một cái chuyện khác nữa. Em thích một người là giống tính cách của em hay là trái ngược với tính cách của em để cả hai bổ sung cho nhau? Mà trước tiên em phải nói tính cách của em là như thế nào cái đã. Dạ, tính cách của em thì nói chung cũng cởi mở, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Em cần một người trưởng thành hơn em, giống như là thấu hiểu. Nhiều khi tính em cũng hơi khó ở, nhiều khi nóng lạnh cũng hơi thất thường. Em nói đôi khi em hơi khó ở là nó cụ thể như thế nào em? Có khi là người ngoài nhìn ra là thấy em là sai, nhưng mà em không chấp nhận cái sai đó của mình. Em khăng khăng là cho rằng mình đúng. Thì cái lúc đó cái người yêu của em, người bên cạnh em á, anh ấy chỉ cần là im lặng thôi, không cần làm gì cả. Do tính em cũng hơi nóng, nếu mà lúc đó mà anh đó đánh thẳng vào vấn đề thì em nghĩ là cái mối quan hệ đó sẽ bị gãy nứt. Nếu như vậy thì em là một cô bé hơi bướng bỉnh, hơi cứng đầu. Nhưng mà ngay khi cái sự việc đó xảy ra đó, em trong thâm tâm có thấy rằng mình sai hay không? Hay là em vẫn thấy rằng là mình đúng? Hay là mình biết mình sai đó, nhưng mà là do bởi vì cái tôi của mình nó lớn quá và mình không chấp nhận mình sai? Ví dụ như những cái lúc mà em đang nóng như vậy thì chỉ cần anh đó ở bên cạnh em, quan tâm em. Thì đến những cái lúc mà sau, lúc mà em đã nguôi cơn nóng tính của mình lại, thì khi mà anh đó nói chia sẻ thì ok, em sẽ chấp nhận về điều đó. Ngay lúc đó thì thôi đừng nói gì cả, đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ thì chúng ta hãy trò đặt chuyện câu với nhau, nhau đặt câu hỏi cho nhau nha. Cho em hỏi chị My. Ai? Hỏi ai chị nào? Bạn My, bạn My là 24 nồi bánh chưng rồi mà tại sao mình lại chưa có được một người yêu nào cho mình á? Do cái người bạn trai không đủ khả năng hay là người bạn trai làm sao đó mà không có được mối tình nào? Nãy có nói đó khùng quá. Bạn nói là bạn bây giờ cảm giác khùng quá. Quá, không ai chịu nổi. Không, khùng với lại là một cái nữa là do là em ở quê, em vào đây em học thì em lo phần học của em và em nuôi em trai của em ăn học nữa. Em không có nhiều thời gian để mà đúng em rồi. Đưa đương. Do là bên năm nay thì em của em đã ra trường rồi thì nên bây giờ rồi. Em đó là lý do mà em đến chương trình ngày hôm nay. Đó. Em biết không? Thật ra cái khùng á nó cũng chỉ đến với mình trong những cái khoảnh khắc nào đó trong ngày dạ, thôi. Rồi. Em cũng có độ lầy nhưng mà sau đó công việc của em rất là nghiêm túc với nó. Hoặc là trong tình yêu cũng vậy, em cũng thích sự nghiêm túc. Đó nhưng mà thật ra nếu như vậy thì em là một cô gái rất thú vị đó chứ. Tức là một chàng trai nếu mà gặp em trước tiên sẽ ấn tượng với hình ảnh một cô gái ngồi đàn piano hát là thứ nhất nè. Cái thứ hai, khi mà cần vui vẻ em vẫn đủ sự vui vẻ lầy lội để tạo không khí. Nhưng mà khi cần sự nghiêm túc chín chắn em vẫn đủ sự chững chạc. Thế thì tại sao lại không có tình yêu ta? Em cũng đặt vấn đề đó. Và thứ nhất, cái thứ đặc biệt là em còn nấu ăn rất là ngon nữa. Mà em không biết lý do làm sao. Thôi thì nữa bây ta. Giờ mình chỉ có thể lý giải là bởi vì các chàng trai xung quanh em nhiều khi họ bị cái gì đó che mờ mắt, cho nên chưa nhìn thấy những cái điểm ưu việt của em, đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi vậy đi. Nếu như mà cô gái số 2 nói cô gái số 2 rất thích lầy thì không biết là cô gái số 2 có thích dị hay không. Tại vì em đi quay á thì em mặc đồ vậy thôi, nhưng mà khi mà em đi học á là em thích đi guốc. Đi guốc hả? Guốc vòng á anh. Guốc của mấy ông già hồi xưa. Dạ đúng rồi chị. Đồ bà ba hả em? Dạ đúng rồi. Em đi guốc tưởng, khoan. Tưởng em đi guốc cao gót chứ. Em cái đôi guốc nó mặc cái bộ đồ gì? Em mặc đồ thường luôn á chị. Rất là thú vị vì em cũng hay có những cái sở thích nó cũng khác người với người ta. Ví dụ như một người con trai đúng không, nếu mà họ mang guốc thì họ đã không còn thể hiện được cái sự mạnh mẽ cũng như là thể hiện được một cái người đàn ông trưởng thành rồi. Bạn đó nói là mặc bất chấp đồ á thì em cũng thấy hơi kỳ, là không biết bạn này có bóng gì hay không. Thật ra anh với Thi cũng quen biết, cũng làm việc chung rồi, đúng không?
Nhưng mà lúc anh làm việc chung với em á, anh đâu thấy em đi guốc đâu. Bây giờ guốc hay đâu có là lúc trước, xong cái lúc giữa giữa là em bắt đầu có em bắt đầu thích đi guốc dòng. Mà có lý do gì không sao tự nhiên giờ đổi qua đi guốc rồi? Từ khi nào vậy em? Mới bước vô trường học diễn viên á, em trau chuốt hình ảnh bên ngoài lắm. Xong đến một cái thời gian mà tập bài lăn lê bò lết trên sân khấu á, xong rồi cái em thấy là cái vấn đề mà trau chuốt cho bản thân quá nhiều nó cũng không có đạt hiệu quả nữa. Bởi lên trển mình lăn cũng dơ. Xong rồi cái em suy nghĩ là sao mình không thay đổi hình tượng của mình thành một người đơn giản hơn. Đang suy nghĩ cái một cũng một hôm là đi quay, xong rồi cái em giày em bị hư, em thấy đôi guốc dông cái em chọt vô, đi đi cọc 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 thấy vui, cái tự nhiên cái em dính em đi luôn. Đó, bạn Thi bắn hỏi em đó. Dạ không, em cảm thấy bạn Thi rất là thú vị, tự tạo cho mình một cái riêng biệt. Em lại muốn tìm hiểu bạn này. Nếu vậy thì mình phải hỏi, ví dụ em đi học, em vào cái môi trường nghệ thuật, toàn là anh em trong nghề với nhau không? Nhiều khi mình quái quái, mình dị dị một chút cũng không sao. Nhưng mà khi em ra bên ngoài với những cái môi trường khác thì sao? Ví dụ như em đi qua nhà ba mẹ, người yêu em đi thì em phải ăn mặc đàng hoàng. Khi nào mà đủ thân rồi á, thì em mới đi guốc. Đi guốc quá. Bởi vậy nói nhiều khi nghệ sĩ cũng nặng lắm em ơi. Bởi vậy. Đó. Em muốn hỏi bạn gái số 1 là Dung ơi, quê bạn ở Bình Định phải không? À, đúng rồi, Dung ở Bình Định. Mình cũng ở Bình Định. Hồi trước mình cũng học trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ra. Ồ, bạn là sinh viên khóa bao nhiêu? Mình là K39. Bạn khóa bao nhiêu? Mình K37. Vậy là hơn 2 năm. Vậy là đủ chuẩn đó anh. Đủ chuẩn trong mơ. Trong đây bạn có ghi là trước khi làm điều gì đó thường dành một đêm suy nghĩ. Mà tại sao không dành một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày? Mà tại sao dành cái một đêm thôi? Thường á, người ta nói là cảm xúc nó sẽ dồn vào buổi tối. Đặc biệt mình, cái buổi tối là buổi mà mình yên lặng nhất và mình ở một mình. Mình muốn suy nghĩ về điều đó để sáng hôm sau làm luôn. Đôi khi mình suy nghĩ quá nhiều, dành trọn một ngày hay hai ngày để mình suy nghĩ thì nó sẽ làm cái quyết định mình nó bị lung lay đi mất. Cảm xúc hay dồn về đêm. Vậy là có phải Dung là người giải quyết mọi chuyện bằng cảm xúc hay không? Dung là người gọi là hướng nội, giải quyết công việc bằng cảm xúc. Nhưng có những cái quy định cũng như là những cái quyết định mà nói về cuộc sống thì mình giải quyết hơi cứng rắn một chút xíu, mình cũng có nguyên tắc của mình. Còn nói về tình yêu, thực sự là sống theo cảm xúc rất là nhiều và theo cảm tính. Có thể nhìn qua một cái thôi là Dung có thể yêu ngay lập tức, rồi bắt đầu mới tìm hiểu. Dung theo kiểu gọi là tình yêu sét đánh đó. Em tin tình yêu sét đánh. Em tin nó là có thật. Như em nói là em trong cuộc sống em cũng sẽ có những nguyên tắc, vậy còn trong tình yêu em có không? Trong tình yêu của em chỉ có một cái nguyên tắc rất là lớn, đó là sự quan tâm. Đặc biệt là quan tâm và tinh tế, để ý một chút xíu người bạn gái của mình như thế nào. Đừng có quá biện minh hay là từ chối như thế nào, về kiểu như là quá bận đi, công việc quá bận, nhưng không có ai có thể mà bận tới mức mà một tin nhắn em công việc như thế nào bận không cũng không thể nhắn tin được cho mình. Và cái thứ hai đó là sự phản bội. Nhưng cái sự phản bội em để sau cái sự quan tâm. Vì em cũng đặt câu hỏi là người ta phản bội thì mình phải suy nghĩ mình như thế nào, mình có đủ để mình giữ người ta hay chưa. Ở đây bạn này là cũng không phải là chỉ đổ hết tất cả trách nhiệm hay là tội lỗi cho cái người kia, mà khi có một cái sự việc xảy ra thì em nhìn với một cái góc độ rất khách quan và thậm chí em tự vấn lại mình luôn. Thì anh nghĩ rằng đó là một cái điều rất là hay, mà chỉ những cô gái mà mạnh mẽ cá tính mới dám nghĩ như vậy. Chứ thường khi mà rơi vô trường hợp đó thì tất cả chúng ta đều đổ lỗi cho cái người kia, ít khi nào mà chúng ta tự thấy cái trách nhiệm và cái phần lỗi nằm về phía mình. Ngọc Thạnh ơi, cho lời hỏi là 3 năm rồi chưa quen ai, do khó tính hay là do chưa tìm được người thích hợp? Thứ nhất là do mình bận rộn với thời gian là công việc là chính, còn thời gian còn lại thì mình cũng hay quan tâm thường xuyên nói chuyện với gia đình. Thứ hai nữa là chắc là do trong khoảng thời gian mình chia tay với cái mối tình của mình đó, cho nên là mình cũng chưa tìm được ai mà đủ chân thành với lại đủ sự quan tâm thấu hiểu dành cho mình. Mối tình dài nhất là 1 năm. Cho anh hỏi là lý do tại sao mà mối tình đó lại kết thúc? Anh đó phải đi du học và đi làm ở nước ngoài, cho nên là trong cái khoảng thời gian đó thì mình với anh đó cũng có thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng mà do khoảng cách thì nó rất là xa, với lại lúc đó thì mình cũng nghĩ là tình cảm của mình chưa có đủ lớn mà để mà tiếp tục mối quan hệ đó. Như vậy là từ trước đến giờ thật ra là em chưa có một mối tình nào mà thật sự sâu sắc với mình hết đúng không? Dạ đúng ạ.
À, bây giờ các em có câu hỏi nào muốn đặt cho hai chàng trai không? Dạ, cho em đặt câu hỏi cho cả hai bạn luôn. Đó là hai bạn nam bên kia có thích chơi với bóng không? Bóng? Bóng hay theo em là bóng bóng hay là bóng gì? Em đang nói theo hai ý luôn. Ý thứ nhất là em là bóng chuyền, và ngày xưa em cũng có là vận động viên bóng ném bãi biển. Thì đa phần thời gian em chơi với bóng. Rồi, còn một cái bóng nữa là hai bạn có thực sự có bị ai vuốt ve hay chưa? Không có em ơi, không có. Này okay. Bao luôn, này bao em luôn. Thầu nghi về giới tính của hai bạn nam hả? Cô gái số 1 là một người rất thẳng tính. Thật sự, kiểu như có gì nói đó, không có sợ mất lòng đó. Nhưng mà em lại thích kiểu như vậy, có gì nói đó đi. Bóng là mình rất là thích chơi. Thích chơi bóng lắm. Bóng gì em hả? Bóng thích nhất là bóng đá. Bóng chuyền mình cũng có đánh. Nói chung là môn thể thao nào mình cũng có thể biết chơi qua. Rồi về cái vuốt ve thì trong nghề này mà tiếp xúc với rất là nhiều loại người. Trai có, gái có, rồi gì hả? Lưng lửng cũng có. Mình cũng đã từng bị rồi, nhưng mà cũng giống như là mình chỉ xem người ta là như là học viên của mình thôi, chỉ là nói chuyện vui vẻ rồi có khoảng cách, chứ không có mà cố gắng mà để mà cho người ta có nhiều cái cơ hội để va chạm tiếp xúc mình, đúng không? Dạ. Còn Thi sao em? Thì Thi cũng rất là thích chơi bóng, mà hồi đó Thi có chơi bóng rổ hay là bóng chuyền ở cấp 3. Còn cái bóng vuốt ve kia thì trong nghề thì chắc chắn là phải có, nhất đặc biệt là nghề của Thi. Nhưng mà khi mà bị vuốt ve như vậy rồi thì quan trọng là mình phải ứng như thế nào, mình cọc lên, mình thái độ ra mặt thì không có nên. Mình có vuốt lại không em? Dạ, đúng không? No, chị ơi. Thì gặp trường hợp đó thì em giỡn lại cho qua chuyện, nhưng mà sau cái giỡn đó là em không thích vậy, anh đừng có giỡn vậy với em. Vậy gọi là mình cứng đó. Cho em hỏi là hỏi ba bạn luôn là trong cuộc sống á, ba bạn sợ nhất điều gì? Khi nhắc đến câu này là trong đầu em nó có cái câu trả lời liền, nó liên quan đến cái nắm tay hồi nãy. Em cực kỳ sợ bị bỏ rơi. Đã nắm tay ai rồi á mà người đó buông đi, giống như kiểu là mình hẹn hò với bạn trai đi, mình ngồi chúng một xíu thôi, mình đang nắm rất là chặt, cái nhiệt độ bàn tay mình nó đang ấm, người ta buông ra thôi, thì lúc đó em cũng có một chút xíu buồn ngay khoảng đó luôn. Dung ơi, có phải là em không thích cái cảm giác là nếu ai đó nắm tay xong rồi tự nhiên buông ra, là bởi vì trong 6 năm dài trước kia em chưa thực sự có cảm giác cầm nắm cái gì trong tay và cứ cảm thấy là nó tuột ra khỏi tay mình và nó thành một cái ám ảnh hay là không? Dạ cũng đúng chị. Tại vì trong 6 năm đó em luôn luôn người chủ động đưa tay vào phía anh ấy. Đó. Và đó. Cũng có lúc anh ấy nắm, nhưng thực sự là không tới 30 giây đâu. Thì anh nghĩ rằng chắc chắn là phải có một cái sự ám ảnh nào đó mới dẫn đến cái nỗi sợ hãi này của em. Dạ. Cảm ơn em. Cô gái số 2 nào? Em sợ nhất là mất gia đình và bạn bè. Do là em cảm thấy là gia đình em rất là hạnh phúc. Tuy không giàu nhưng mà rất là hạnh phúc. Và bạn bè em thì chơi rất là tốt. Nên là em rất là trân trọng những gì mà em đang có hiện tại. Cảm ơn em. Thế còn bạn nữ số 3? Điều sợ nhất trong cuộc sống của em là sợ nhất là sợ một mình ạ. Giống như là sợ cô đơn. Sợ cô đơn. Em may mắn là có gia đình. Gia đình của em lúc nào cũng ở bên cạnh em, và đặc biệt là những người bạn á, thì họ biết tính tình của em á, thì họ rất là quý em. Cho nên lúc nào thì em cũng được sự quan tâm và chia sẻ từ phía gia đình và bạn bè. Vậy nếu như sau này em có một người bạn trai, ví dụ là một trong hai chàng trai bên đây đi, vì cái lý do công việc có thể đi xa nhà hoặc là không có lúc nào cũng ở bên cạnh em, thì cái cảm giác cô đơn này nó có làm cho em đau khổ nhiều không? Quan trọng đối với em là phải rõ ràng, với lại phải thẳng thắn, với lại là không được lừa dối em là được. Thì trong khoảng thời gian đó thì em có thể tự làm cho mình cảm thấy vui vẻ. Hoặc là có một cái trường hợp nữa, bởi vì do mình sợ cô đơn á, cho nên lúc nào mình cũng cần phải có ai đó ở bên cạnh. Mà nhiều khi không có người yêu hoặc là người chồng của mình đi ha, thì lúc đó em phải tìm, em bấu víu vào một ai đó, mà có khi đó là một người đàn ông khác. Có bao giờ em nghĩ rằng cái sợ cô đơn này nó cũng sẽ dễ làm cho mình sa ngã không? Em ghét nhất là sự phản bội, cho nên thì em sẽ không có trường hợp đó xảy ra. Cảm ơn em. Có những ngày em đi làm từ sáng cho đến khuya luôn, có thể là rất nhiều ngày như vậy. Em sợ là bạn gái số 1, em phạm vô cái điều đó của bạn gái số 1. À, ví dụ như là em đi một cái phim
lâu quá. Dạ. Vậy thì sự quan tâm nó không còn đủ theo yêu cầu của em nữa. Em sẽ coi thử có đúng thật là anh ấy đi làm hay không. Rồi, đúng thì đó là cái việc bình thường thôi, không có vấn đề gì. Với lại là khi mà mình thương thiệt rồi á, có dối là dối lần một, lần hai chứ không tài nào mà dối quá nhiều không lần nó được. Nó dối hoài đúng không? Dạ, ừ. Quan tâm thì ngày nào cũng sẽ có quan tâm nếu thương thiệt thôi. Với lại nãy Dung có nói đó Thi, thật ra mình bận cách mấy thì bận, không thế nào mà một ngày mình không có thời gian để nhắn cho nhau vài cái tin. Dạ, thậm chí rồi. Là gọi video call nói chuyện với nhau cũng được. Cũng em là làm như quay phim là đè em ra quay liên tục từ sáng cho tới khuya, không cho em nghỉ ngơi một phút nào cũng bằng cái phim vậy gì đó mà không ai cho nghỉ phút nào có vậy anh em? Ngồi đây mà em nói vậy nghe được hả Thi? My xin phép hỏi bạn Khánh Thi, Thi từng yêu mù quáng bất chấp gia đình là sao ạ? Em sống vì cô ấy hơn là sống vì gia đình của mình. Và lúc đó gia đình ngăn cản hay sao em? Dạ không, kiểu như là em khi mà có người yêu rồi là em yêu em quên gia đình luôn. Oh wow, quên gia đình luôn á hả? Dạ, đó là một trong những cái tật xấu lớn nhất của em luôn. Vậy thì vậy nè, nếu như mà em không nghĩ về gia đình của mình nữa khi em yêu một cô gái đó, và em có nghĩ về gia đình của cô ấy không? Dạ có. Là khi giống trời như ơi là... khi mà yêu người ta giống như em qua làm rể luôn vậy, em vậy luôn. Cái này người ta gọi là gì, bông dại gái đó em. Em nhưng mà cũng vậy nè, cái thời gian đầu mê đắm đuối thì mê người ta, lo cho người ta vậy, cứ sau một cái thời gian yêu á, em có bình tĩnh cân bằng trở lại và cân bằng cuộc sống của mình, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc gia đình mình không, hay là em một khi yêu cái đi luôn? Dạ có, em sau ví dụ như là sau khi quen cỡ 3 tháng là em bắt đầu cân bằng lại. Mình đang dành thời gian cho cô ấy nhiều quá, mình phải chăm sóc về gia đình của mình nữa. Vậy là đó giờ những lần mà em yêu thì coi như là gia đình của em là gần như mất đi người con đó hả? Dạ, mất đúng đi rồi, trong 3 tháng đầu hả, rồi sau đó mới tìm lại đó hả? Dạ. Các em gái, các em nghĩ như thế nào về cái điều mà Khánh Thi mới chia sẻ? Bạn nó rất là yêu mình thì đương nhiên là mình cảm thấy là mình xứng đáng, hay là mình hạnh phúc, mình vui như thế nào đó. Nhưng mà đối với con người em á, em sẽ có một cái suy nghĩ. Gia đình ảnh có nói lại là mày làm gì con trai bác hay gì đó, mà nó cuồng tới mức mà gia đình cũng bỏ đằng sau. Rồi nó sẽ có những cái suy nghĩ làm cho người lớn phải nghi ngờ. Nói chung là dễ sẽ gây một chút mất cảm tình đúng không nào? Dạ, em đang nghĩ rồi. Tới cái trường hợp đó. Dạ. Cảm ơn em. Mà cái vấn đề là Thi cũng nhìn thấy rằng đó là cái điểm sai của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ không phải là bạn ấy không biết, nhưng mà bởi vì nhiều khi do cái cảm xúc của bạn ấy quá mãnh liệt, cho nên là bạn ấy dồn hết cho cô gái mà bạn ấy yêu. Nhưng mà rồi sau 3 tháng khi mà cân bằng lại được á, ít ra là cũng còn có cái đường nhìn thấy để quay về. Anh ơi, em tưởng tượng cái cảnh mà bạn này bỏ nhà theo gái 3 tháng xong về quỳ gối, con xin lỗi ba mẹ con về đây. Mà về tàn tạ trơn trọi. Số 3, mời em, nãy giờ em ít nói nè. Em không biết là hai bạn nam bên kia là hai bạn ấy có thích nấu ăn hay không? Nấu ăn thì cũng không thích lắm. Một phần tính chất công việc là phần là phải lo dinh dưỡng cho mình, nên mình phải nấu ăn để làm cho cái cơ thể mình nó cân đối và nó phát triển hơn. Chứ nếu mà nấu ăn thì mình thích một bạn nữ nấu ăn cho mình hơn. Còn Thi? Dạ, tại hồi đó nhà có bán cơm nên em rất là thích nấu ăn luôn á. Khoan, như nhà bán cơm là ai đứng nấu? Dạ mẹ, nhưng mà mẹ chỉ lo kiểu như là rửa thôi, xong rồi mẹ kêu Tí lấy này nêm cho mẹ, Tí lấy này nêm cho mẹ, riết em biết nấu luôn. À, là em ở nhà tên là Tí hả? Biết nấu dạ luôn. À, vậy là được ha, sau này nếu mà có lập gia đình thì cũng phụ vợ nấu ăn được. Có lẽ là bây giờ thì cũng đã đủ thời gian cho các bạn tìm hiểu nhau rồi. Và bây giờ là đến lúc hai bạn nam sẽ phải quyết định xem là bạn nữ nào mà các bạn thấy là ít phù hợp với mình nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ dành vài phút cho các bạn nhé. Nếu như hai em đã có sự lựa chọn rồi, hãy cho biết sự lựa chọn của các em là ai nha. Bấm nút chọn lựa nào. Cô gái số 1 là người có tính cách khá là điềm đạm, khá là chuẩn, rất là biết suy nghĩ. Bạn số 1 á, bạn nó vừa lầy, bạn nó vừa thấu hiểu, bạn nó em cảm thấy bạn số 1 rất là tinh tế ở mọi mặt luôn á. Và bạn số 1 cùng nghề với em nữa, nên em nghĩ là bạn em thích bạn số 1 hơn. Cô gái thứ 2 là người khá là cá tính, dễ làm cho người đối diện, người nói chuyện có cảm tình. Cái giọng nói của bạn rất là truyền cảm, nó nhẹ nhàng dễ thương, em thích điều đó. Bạn số 3 là một bạn rất là dễ thương, bạn nó hiền và kiểu như là trầm tính. Em nghĩ số 3 là người
theo đuổi trong tình yêu rất là mỏng manh. Đó là cô gái số 3. Em muốn tìm một bạn phải nói là giống em, hề giống em, chịu được cái tính, chịu được cái nết hề của em. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là do công việc của em rất là nhiều, với lại khi mà em về nhà hay là em có một mối quan hệ tình cảm đó, thì em muốn là một người phải kiểu như là năng động, energetic, để kéo mood em lên. Em nghĩ cô gái số 3 là người cần được một chàng trai đủ vững vàng để mà cho cô ấy để nương tựa. Em đủ hay đủ vững vàng để mà cho bạn ấy nương tựa theo một cái mối quan hệ khác thôi. Ví dụ là một lần bạn hoặc là như thế nào đó mà không phải là tình yêu thì được. Em cũng rất là hòa đồng và cởi mở. Tại vì giống như là do là những cái điều bạn ấy nói em cảm thấy không có tìm thấy cái điểm chung, giống như là đồng quan điểm, cho nên là em cũng không có muốn tìm hiểu sâu hơn nữa. Dễ thương ghê không? Sao? Hai em có gì muốn nói với cô ấy không? Mình xin lỗi bạn. Chắc do bởi vì mình chưa được tìm được điểm chung. Mình cảm thấy mình với bạn có một cái khoảng cách nào đó. Xin lỗi bạn. Mình thấy mình chưa phù hợp với nhau lắm thôi, đúng không? Ở đây không có ai có lỗi hết trơn em. Chẳng qua là mình chưa tìm được người cảm giác phù hợp với mình. Chứ nếu như bây giờ mình thấy không hợp mà mình cố gắng mình giữ nhau thì đó mới là có lỗi đó. Em gái em cũng cảm thấy bình thường và thoải mái đúng không em? Dạ đúng rồi, đến với chương trình thì em cũng mong muốn tìm được một mảnh ghép phù hợp. Nhưng mà hai bạn đây thì mình chưa tìm thấy được cái điểm quan điểm đồng nhất với nhau. Thì em cũng hy vọng hai bạn sẽ tìm được một mảnh ghép thích hợp cho mình hơn ạ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn em. Và chắc là nhờ hai bạn nam sẽ đưa bạn gái